cuộc sống trái ngược của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng sau một năm vướng bê bối tại Tây Ban Nha. Trong khi Hồng Đăng thoải mái chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên vợ con và tận hưởng cuộc sống thì Hồ Hoài Anh lại khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện. Cách đây đúng một năm, vào tháng 7 năm 2022, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ vướng phải bê bối trong một vụ bê bối tại Tây Ban Nha. Ngay lập tức, đài truyền hình Việt Nam đã có động thái rà soát các chương trình có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên sóng. Tròn một năm sau những ồn ào gây sốc dư luận, cuộc sống Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có những sự thay đổi và có những sự khác biệt đáng kể. Hồ Hoài Anh bất ngờ xuất hiện trong lễ giỗ tổ nghề sân khấu. Mới đây, hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được lan truyền. Được biết, bức ảnh trên trang cá nhân của nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ những hình ảnh cúng tổ nghề sân khấu. Được biết những hình ảnh này chụp tại trụ sở công ty của nhạc sĩ Tú Dưa. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu chia sẻ, cúng tổ nghề. Mong cho sức khỏe, đoàn kết, công việc tốt và có nhiều sáng tạo với nghề để được tiếp tục cống hiến cho xã hội về lĩnh vực nghệ thuật giải trí. Qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy, sau hơn một năm ở ẩn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không thay đổi nhiều. Hồ Hoài Anh sĩ vẫn giữ phong cách mặc áo họa tiết trầm, thần sắc tươi tắn. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ dân mạng, bởi vì kể từ sau lùm xùm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gần như bạt vô âm tín. Cuối năm 2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xuất hiện tại mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Ma Xanh Tú, nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa. Được biết, Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, anh chịu trách nhiệm điều hành chung. Diện trang phục quần Âu, áo sơ mi tối màu, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lặng lẽ ngồi trong góc khán phòng quan sát toàn cảnh sân khấu. Anh hạn chế tương tác với mọi người xung quanh, tập trung tuyệt đối vào công việc của mình. Đó là lần hiếm hoi Hồ Hoài Anh xuất hiện tại sự kiện âm nhạc sau bê bối tình dục tại Tây Ban Nha. Đây là những hình ảnh hiếm hoi về nam nhạc sĩ được lan truyền. Trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh hoàn toàn im lặng, không cập nhật hoặc đăng tải bất cứ điều gì sau những ồn ào ở Tây Ban Nha. Nam nhạc sĩ cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Mới đây, cái tên Hồ Hoài Anh cũng gắn với lùm xùm về phát ngôn trong họp báo live concert của Hoàng Thùy Linh hôm 6 tháng 9. Khi được hỏi về vai trò của Hồ Hoài Anh trong đêm nhạc, Hoàng Thùy Linh trả lời vòng vo và né tránh nhắc đến Hồ Hoài Anh tạo ý kiến trái chiều. Hồng Đăng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ con, hết mình với đam mê xê dịch, nhuộm tóc bạch kim phá cách. Ngay khi những ồn ào nổ ra, Hồng Đăng đã ngay lập tức khóa trang Facebook cá nhân. Sau một quãng thời gian khóa trang cá nhân Facebook để tránh sự chú ý của dư luận, Hồng Đăng đã nhanh chóng trở lại mạng xã hội với một hình ảnh đầy năng lượng. Tháng 7-9 năm 2022, Hồng Đăng chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh cùng bạn bè đi du lịch bằng xe gắn máy. Hồng Đăng viết, đi xa để trở về. Kèm theo đó là hình ảnh nam diễn viên lái xe trên đường đồi núi, chụp ảnh check-in cùng bạn bè ở bể bơi thuộc một khu nghỉ dưỡng. Suốt thời gian đó cho đến nay, Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống tự do với đam mê xê dịch. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, Hồng Đăng gây bất ngờ khi thay đổi diện mạo phá cách. Anh nhuộm tóc bạch kim, gu thời trang trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Về phía gia đình, mối quan hệ của vợ chồng Hồng Đăng rất tốt đẹp. Hồng Đăng thường xuyên đưa vợ con đi du lịch nhiều nơi. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải ảnh bà xã và các con kèm theo những lời ngọt ngào cho tổ ấm nhỏ. Thời điểm vướng phải ồn ào, nam diễn viên đang đảm nhận vai Đức Xuân trong phim Thương Ngày Nắng Về. Tuy nhiên, sau bê bối, vai diễn của Hồng Đăng ngay lập tức bị cắt khỏi phim. Cho đến nay đã một năm trôi qua, nam diễn viên vẫn chưa có bất cứ động thái gì quay lại với màn ảnh nhỏ. Hồ Hoài Anh im hơi lặng tiếng, nghi vấn đã đường ai nấy đi với Lưu Hương Giang. Trái ngược với sự phóng khoáng của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội trong suốt một năm qua. Bài viết gần nhất anh chia sẻ cũng chính là livestream cùng Hồng Đăng đi đánh golf tại Tây Ban Nha. Một năm sau ồn ào, Hồ Hoài Anh không cập nhật thêm bất cứ hoạt động nào khiến nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống của nam nhạc sĩ hiện tại. Cuối năm 2022, sau một thời gian bạt vô âm tín, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xuất hiện tại mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Ma Xanh Tú, nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa. Được biết, Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, anh chịu trách nhiệm điều hành chung. Diện trang phục quần tây, áo sơ mi tối màu,
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lặng lẽ ngồi trong góc khán phòng quan sát toàn cảnh sân khấu. Anh hạn chế tương tác với mọi người xung quanh, tập trung tuyệt đối vào công việc của mình. Đó là lần hiếm hoi Hồ Hoài Anh xuất hiện tại sự kiện âm nhạc sau bê bối tình dục tại Tây Ban Nha. Về cuộc sống hôn nhân với ca sĩ Lưu Hương Giang, sau những ồn ào, cặp đôi không còn tương tác trên mạng xã hội, cũng không còn xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Trước đó, Lưu Hương Giang thường xuyên chia sẻ những video đáng yêu cùng Hồ Hoài Anh và hai con trên TikTok. Thời điểm năm 2022, khi Hồ Hoài Anh xảy ra scandal, có lần trên trang cá nhân Lưu Hương Giang tâm sự về hai người quan trọng của cuộc đời. Trên đời có hai người để mình hy sinh vô điều kiện, đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra, Lưu Hương Giang viết. Chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua, Lưu Hương Giang tổ chức sự kiện ra mắt EP, đĩa nhạc ít ca khúc hơn album thông thường, Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình và MV cùng tên. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ kể từ năm 2017. Lưu Hương Giang tự viết lời, làm nhạc. Trước thắc mắc vì sao không tiếp tục gắn bó với người chồng, cộng sự lâu năm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cho biết muốn độc lập trong dự án mới. Nữ ca sĩ nói, tôi biết nhiều khán giả yêu quý các sản phẩm tôi thực hiện cùng Hồ Hoài Anh suốt thời gian dài. Anh vẫn luôn là người tôi biết ơn trong nghề, dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trong dự án này, tôi tự tin bước bằng đôi chân chính mình, làm nhạc mà không cần đến anh ấy, để khám phá hết khả năng của bản thân. Tôi nghĩ khi Hồ Hoài Anh thấy những thành quả của tôi, chắc anh cũng rất vui. Lưu Hương Giang đã thẳng thắn nói về mối quan hệ với Hồ Hoài Anh. Cô cho biết họ luôn ứng xử văn minh và vẫn cùng chung tay chăm sóc con cái. Dù không khẳng định đã ly hôn, song động thái này của Lưu Hương Giang khiến nhiều người tin rằng giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã đường ai nấy đi. Bê bối tình dục liên quan đến diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã trải qua hơn một năm. Bên cạnh sự thất vọng của khán giả, nhiều người bày tỏ nỗi tiếc nuối khi cả hai người đều là những nghệ sĩ tên tuổi, tài năng của giới nghệ thuật Việt Nam.